Hello anh em nha, đang quay trở lại kênh YouTube của Dũng Miền Tây TV nha anh em. Mình sẽ ra đồng làm cái video máy cắt lúa nè anh em. Đó, con này là con 95 nha anh em. Nó đang chạy xuống luôn anh em ơi. Còn con xe kéo kia đang giục lúa lên đó nha anh em. Đất này lúa trời mưa nó sập đó anh em. Nó sập, nó gòm, nó sập xuống rồi máy cắt quá chậm anh em ơi. Con này con 95 nó chạy lúa đứng là ok đó anh em, mà tại lúa nó sập và nó chạy quá chậm anh em ơi, nó hốt chậm. Ồ, nó đang quay đầu lại đó anh em. Anh em nó đang quay đầu lên đó anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, Dũng Miền Tây TV anh em ơi. Đó, mấy người đang đón để bắt chuột nè anh em. Con 95 đang đi lên đó anh em. Ở đây bữa nay cắt tới 3 máy 95 nha anh em. Con đó cũng 95 nó đang đi xuống luôn anh em ơi. Hai con 95 luôn nha anh em. Lúa sập cắt quá chậm anh em ơi. Anh em xem qua màn ảnh nhỏ nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Dũng Miền Tây TV anh em ơi. Mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Con 95 nó đang quay đầu lên luôn anh em ơi. Bà con ra đồng bắt chuột luôn. 95 nó đang đi lên đó anh em. Đất này nó sập cho nên chạy chậm anh em. Nếu mà đất khô ráo là nó chạy là ok không anh em ơi. Bữa nay chúng bánh vô mà cục lúa sập này thấy mệt rồi. Máy nó chạy nó không nhanh được anh em. Anh em xem màn ảnh nhỏ nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, Dũng Miền Tây TV anh em ơi. Mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Lúa sập sẹp lép luôn anh em ơi. Cực khổ cho mấy anh tài xế nè. Mày con 95 này nó cũng đang đi lên đó anh em. Bên đây cắt ở đây ba con 95 luôn nha anh em. Lúa sập cắt hơi chậm anh em. Anh em cũng nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Còn con xe kéo ở trên đang lấy lúa luôn anh em ơi. Quá dữ luôn anh em. Xe quá khủng xe kéo luôn anh em ơi. Lúa sập nó mò kìa, tội nghiệp thiệt chứ. Tội nghiệp cho con 90 nó mò lúa sập anh em ơi. Con 90 đang đi trước, còn con này đang đi sau đó anh em. Còn con 95 kia trên kia nó cũng đang hoạt động trên kia luôn anh em ơi. Con 95 mình nó đang đi xuống luôn đó anh em. Chị này đang ngồi bắt chuột luôn, chờ chuột ra bắt luôn anh em. Lúa sập nhưng mà chạy cũng ok nha anh em. Chạy cũng dữ lắm chạy anh em ơi. Chạy rất dữ luôn. Gần tới đầu giạc anh em ơi. Nó tới đầu giạc rồi anh em, chuẩn bị quay đầu lên đó anh em. Nó chuẩn bị quay đầu lên đó anh em ơi. Lúa thảy cuồn cuộn luôn anh em ơi. Anh đó anh chạy ra chụp chuột cho anh em. Ok luôn anh em ơi. Con chạy lên, con chạy xuống luôn nha anh em. Con xe kéo cũng đang gom lúa luôn anh em ơi. Hai con luôn. Ba con 95 luôn mà còn hai con đang hoạt động, còn một con đang ngóng mỏ lên nè anh em. Không nói biết nó có vấn đề gì không anh em ơi. Còn ba con xe kéo thì nó đang hoạt động luôn nha anh em.
nó đang giục lúa lên xe luôn. Còn một con nó nằm kế con 95 đang ngóng mỏ luôn anh em. À, ok anh em ơi, không biết nó bị cái gì mà nãy giờ nó chưa hoạt động quá anh em. À, còn 95 nó đang đi lên, còn con nó cũng đang đi xuống luôn anh em ơi. Lúa sập anh em, cắt quá chậm anh em ơi. Anh em xem qua màn ảnh nhỏ nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, Dũng Miền Tây TV anh em ơi. Mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đó, con 95 đang lên đó anh em. Đó, con 95 nó đang đi xuống rồi đó anh em. Đó, lúa sập nhưng mà cắt cũng ok anh em ơi. Nó chạy cũng tốc độ nhanh lắm anh em, nó cũng gắng cố gắng hết sức của nó để nó chạy cho miếng đất sập này anh em. Đó, bà con ra đồng bắt chuột luôn anh em ơi. Nó đang quay đầu vậy đi lên đó anh em. Miếng này lúa này quá sập anh em ơi. Đó, nó sập sẹp lép như con tép luôn. Đó, lúa còn cuộn luôn anh em ơi. Nó sập nhưng mà lúa nó cũng trúng anh em. Còn lúa đài vàng đồng luôn anh em. Đó, còn con xe kéo trên đang gom đó anh em. Đó, con xe kéo trên đang gom luôn anh em ơi. Chạy cũng cố gắng nha anh em. Trải nghiệm ra đồng thật là thú vị anh em ơi. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, Dũng Miền Tây TV anh em ơi. Mình chân thành cảm ơn anh rất là nhiều luôn nha anh em. Đó, con xe kéo ở trên nó cũng đang gom lúa luôn anh em ơi. Trời bữa nay chuyển mưa màn ảnh nó hơi tối anh em, thông cảm anh em. Trời chiều chuyển rồi. Mùa này cũng còn mưa hoài anh em ơi. Mưa bởi vì lúa sập sập lép như con tép luôn. À, còn con 70 nè, ý con 95 nè, đang ngóng mỏ đây hoài luôn nè anh em. Không biết có cái vấn đề gì không mà nãy giờ khắc phục chưa xong nữa anh em. À, còn con 95 kia đang đi xuống luôn đó anh em. À, con 95 kia đang đi xuống, còn con 95 bên này nó nằm nó lũi vô bóng cây, nó nằm nó nghỉ mệt luôn rồi. Quá dữ, 95 nó chạy tốc độ cũng hay lắm nha anh em, lúa sập chạy ok anh em. Con 95 nó đang đi xuống đó anh em. Lúa sập mà nó cũng vẫn cố gắng để cắt cho nó có tiến độ nhanh đó anh em. Đất này chuột cũng nhiều lắm anh em, mà tại mấy bạn không có hay để mà đi bắt đó anh em. Đó, 95 nó chạy cố gắng hết sức của nó luôn đó nè. Cắt lúa sập tới vậy mệt. Mệt tài xế rồi, mệt máy luôn anh em ơi. À, nó đang quay đầu đi lên đó anh em. À, nó đang quay đầu đi lên đó anh em. Anh em xem qua màn ảnh nhỏ nhớ, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, Dũng Miền Tây TV anh em ơi. À, lúa còn trắng đồng luôn anh em ơi. Lúa này trúng đó anh em. À, nó chạy khá là ok anh em ơi. Gom nó ra cuộn cuộn luôn anh em. Lúa sập nó cắt tới sát với gốc á, bị gom nó nhiều khủng luôn. Nó gom ra ốc nổi luôn. Còn một con 95 nó nằm ở trên kia, nó đang hoạt động bên kia anh em. Còn con 95 nó lên gốc me nó nằm luôn anh em ơi. Nó gom ra cuồn cuộn luôn. Con 95 nó đang đi lên đó anh em, còn con kia nó đang đi xuống luôn anh em.
À, con chó này nó đón cũng chụp chuột đó anh em. Ngóng mỏi. À, 95 đang đi đi xuống anh em, con xuống con lên, còn con này con xe kéo nó đang gầm lố luôn anh em ạ. Nó đang gầm lố đó anh em. Con 95 kia đang quay đầu xuống luôn đó anh em. Con 95 nó đang đi xuống đó anh em. Lúa sập mà nó cắt cũng ok đó anh em. Tài xế cố gắng hết sức luôn à. Tay chân là động tác liền liền luôn đó anh em. Đó, chuẩn bị nó quay lên đó anh em ơi. Chuẩn bị quay đi lên luôn đó anh em ơi. Cũng còn mấy vòng nữa rồi anh em. Chạy cũng tốc độ dữ lắm anh em ơi, nó cố gắng hết sức mình nó luôn anh em ơi. Anh đánh bắt được con chuột luôn anh em. Chạy tốc độ cũng dữ lắm anh em. Cái này trời cũng chiều chuyển mưa anh em. Bởi vì tài xế chạy cũng dữ lắm anh em ơi, cố gắng cho nó hết miếng ruộng của người ta anh em. Cho nó hết miếng ruộng của bà con đang mùa thu hoạch mà trời mưa một cái là lúa sập này lâu lắm nó mới khô đó anh em. Tài xế cũng gắng cố gắng luôn. Cố gắng hết sức. Đây còn con xe kéo nó đang đi xuống nó gầm lúa luôn đó anh em. Con xe kéo đang gầm lúa luôn anh em à. Tài xế này dữ lắm nha. Có anh đó anh đậu nó anh nó ngược luôn anh em ơi. Wow, điện lúa là ok luôn anh em, lúa còn nhiều lắm anh em ơi. Đường kéo xa quá xa bởi vì cho nên lúa nó nhiều với phần lúa nó trúng nữa anh em ơi. Chạy lại đây lấy lúa luôn đó anh em. Đường nó xa với phần nó bị lầy anh em, cái đầu vạc bên kia nó lầy đường lên nó lầy quá cho nên chở cũng không được nhiều anh em. Mấy anh đang làm lúa luôn đó anh em. Chuột cắn giò hay gì mà khự rồi. Đang làm lúa còn bao còn còn bao nữa đó anh em. Con 95 đang đi xuống anh em, rồi con xe kéo cũng đang gom lúa luôn anh em ơi, còn chỉ mấy vòng nữa rồi anh em. Trải nghiệm ở đồng thật là vui, thật là thú vị anh em ơi. Xem qua màn ảnh nhỏ anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, Dũng Miền Tây TV anh em ơi. Mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Con 95 nó đang đi xuống đó anh em. Con xe kéo nó đang gom lúa luôn anh em ơi. Con này chạy quá dữ anh em ơi. Hồi nãy cắt ba con 95 bằng cỡ luôn anh em mà mấy con kia nó đang qua bên cắt bờ ganh đó anh em. Chạy tốc độ cũng dữ. Con 95 này cũng đang đi xuống cũng gần cuối rồi đó anh em ơi. Nó đang đi xuống lúa sập nhưng mà cố gắng chạy hết sức mình luôn anh em. Lúa sập lép luôn anh em ơi. Nhưng mà cố gắng hết sức luôn anh em.
Đó, bà con ra đồng bắt chuột anh em ơi, chuột chạy anh em ơi, chuột chạy, chuột chạy rồi, bơi bay luôn, dính luôn đó, quá chuột anh em ơi. Đó, xe máy cắt nó đang lấy bao lên đó anh em, thiếu bao rồi. Ngoài đầu đi lên đó anh em. Đó, đó lúa thảy cuồn cuộn luôn anh em ơi. Quá én, én đi theo nó ăn bùa, ăn gầy cua trong cái lúa nó ra đó anh em. Quá én luôn. Hả? Đó, con 95 đang lên anh em, còn mấy dòng nữa là hết anh em ơi. Đang đi lên đó anh em, nãy nó thiếu dây, lấy dây đang đi lên đó anh em. Con 95 này nè, nó đang đi lên đó anh em. Còn cũng gần cuối rồi anh em ơi. Đó, chụp chuột kìa. Rồi, lọt với mương luôn rồi, con chuột nhảy với mương bắt mẹ rồi. Rồi xong luôn. Rồi con 95 nó đang đi lên luôn anh em ơi. Cũng gần cuối rồi anh em. Đó có anh nhỏ đó đi đi bắt chuột kìa anh em. Đó, ok luôn anh em ơi. Anh em trải nghiệm qua màn ảnh nhỏ nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, Dũng Miền Tây TV anh em ơi. Mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Đó. Đó, chuột chuột kìa anh em ơi. Đó, mà ảnh tay chuột chuột kìa anh em. Đó, đang chụp chuột kìa anh em. Đó, đang chụp chuột anh em, đá gơm kìa anh em ơi. Đó, ok luôn anh em. Đó. Gơm ra cuồn cuộn anh em ơi, tại lúa sập cắt sát với mặt đất luôn. Gốc gạ nó lên luôn. Bởi vì gơm nó nhiều khủng luôn. Đó, anh đó đang chụp chuột kìa anh em. Chuột đây nhiều lắm anh em, mà tại mấy anh bạn không hay hay lỡ lỡ để bắt nhiều lắm anh em ơi. Còn con xe kéo kia nó đang cũng đang đi gom lúa nữa anh em. Còn con 95 kia nó cũng đang đi cắt bờ anh em, lúa bờ còn anh em. Đó, nó cắt lúa bờ đó anh em. Ok luôn anh em ơi. Đó, chụp chuột kìa anh em. Đó, chụp. Dính. Đó, chụp kìa. Đó, lụm. Lụm, nó con xe kéo đang đi lấy lúa lên nè. Mấy anh này đang ra bắt chuột đó anh em. Mấy anh này đã gom bắt chuột rồi. Nó đang quay đầu xuống đó anh em ơi. Đó, đang quay đầu xuống đó anh em.
bà con đang bắt chuột anh em, còn hai con 95 trên kia nó đang giác bờ trên kia đó anh em. Con lam này nữa là cuối rồi đó anh em. Đó, lam này mới hấp dẫn anh em ơi. Đó. Đó là đi xuống đó nè. Nó đang đi xuống anh em ơi. Con xe kéo bên kia nó cũng đang đi gom lúa luôn anh em. Con 95 kia nó cũng đang đi xuống luôn đó anh em. Nó trợ giúp con 95 này luôn anh em ơi. Đó, ok luôn anh em. Đó, chuột chạy anh em ơi. À, cũng còn dòng này nữa hết rồi nha anh em. Wow. Đó, anh đã bắt được con chuột rồi anh em. Đá gom rồi. À, quá dữ luôn anh em ơi. Còn cũng ít chứ không nhiều anh em ơi. Đó, chuột chạy cho anh em. Đó, giật giật chụp. Đó, rồi. Rồi. Chuột chạy mất tiêu luôn. Đó. Đó, còn anh này đang đá gom bắt chuột trên đây nè anh em. Đó, đang đá gom bắt dài dài xuống nè anh em. Đó, đang bắt gom. Đã gom bắt anh em ơi. Chuột nhiều lắm anh em ơi, mà bữa nay ít người bắt quá. Đó, đang bắt chuột rồi. Đang đá gom bắt đó anh em. Đó, chụp chạy anh em ơi, chụp chạy anh em ơi. Đó. Chụp luôn. À. Đó. Đó, anh đó anh bắt được một con chuột đập đập luôn rồi. Đó, anh đó anh cầm con chuột luôn anh em ơi. Đó, anh kia anh cầm đựng chùm luôn, nó chụp luôn anh em ơi. Quá dữ chuột anh em. Đó, nó chụp chuột nó anh em. Nó. Quá dữ chuột luôn anh em ơi. Kìa, nó đỏ anh chụp kìa. Ý nó đỏ. Đó, mình sẽ quay toàn cảnh cho mấy anh em này đang bắt chuột đó anh em. Bắt chuột như lụm phai vậy anh em ơi. Đó, anh đó cầm nguyên bị luôn nha. Đó. Còn con 95 đang giác bờ ganh đó anh em. Anh cầm chậm chậm hết. Mình xin tạm dừng video đây anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình anh em. Dũng Miền Tây TV anh em ơi. Mình chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn video tiếp theo anh em ơi.